Trong tập trước, với kiến nghị, chúng tôi sẽ xóa bỏ tất cả các hệ thống xếp hạng đại học. Đại diện đến từ Phú Yên, trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên đã có chiến thắng áp đảo 60-45 trước trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai. Đội chơi tiếp theo bước vào vòng tứ kết đã lộ diện. Đội chiến thắng Trường Tin 2020 sẽ nhận được phần thưởng cao nhất là một chuyến tham quan và trải nghiệm học tập 7 ngày tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia. Tọa lạc tại Trung tâm Công nghệ cao của Australia, Đại học Macquarie có chương trình học gắn liền với thực tiễn các ngành công nghiệp, cung cấp cho sinh viên môi trường học tập tốt hơn. Với chất lượng giảng dạy và cơ sở học tập hiện đại, Macquarie hiện đang nằm trong top 50 các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo của Trường Tin 2020. Xin được trân trọng chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Trường Tin 2020. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua hai trận tranh biện hết sức là sôi nổi của vòng 1-14 Trường Tin 2020. Và năm nay thì những kiến nghị có thể nói cũng là một chủ đề mà được khán giả quan tâm. Có rất nhiều những kiến nghị đã khiến cho nảy ra những cuộc tranh luận không chỉ trong sàn đấu của Trường Tin 2020 mà ngay cả trên phần tương tác, các phần bình luận của mạng xã hội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá kiến nghị của trận tranh biện ngày hôm nay là gì. Chúng tôi, những nhà hoạt động nữ quyền, sẽ khuyến khích phụ nữ không trang điểm. Có thể thấy rằng là trong xã hội hiện đại thì sự xuất hiện của các KOL, những beauty blogger hay là những công nghệ và những loại mỹ phẩm làm đẹp đang ngày càng phát triển hơn. Và có thể nói nữ giới cũng ngày càng phát điên lên với việc là làm thế nào để có thể trở nên đẹp hơn. Vì vậy ngày hôm nay sẽ là một kiến nghị rất khó nhằn, sẽ là một cuộc tranh biện mà chúng ta không thể biết được hai đội sẽ đưa ra những lập luận và bảo vệ cho những quan điểm của mình như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai đội chơi ngày hôm nay, họ là ai? Phía bên tay phải của chúng tôi là đội ủng hộ cho kiến nghị ngày hôm nay. Còn bên tay trái của Đức Bảo là ba cô gái nữa đến từ trường chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các bạn ấy sẽ là phe phản đối kiến nghị ngày hôm nay. Trước khi đến với mỗi thành viên của các đội chơi và chứng kiến họ tranh biện trong lượt chơi, hãy cùng gặp gỡ với những vị giám khảo đáng kính. Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chào đón những thành viên đầu tiên tham gia vào lượt tranh biện số 1 của cuộc tranh biện ngày hôm nay. Về phía trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn Đà Nẵng, chúng ta hãy cùng chào đón Nguyễn Lê Thanh Tâm. Đó là đại diện của đội ủng hộ. Về phía phản đối, chúng ta hãy cùng chào đón Phan Lê Thảo Chi, trường chuyên Quốc học Huế. Hãy cùng bắt đầu với một cô gái của trường Quốc học Huế. Em có thể nói một vài câu cho mọi người được siêu lòng vì cái giọng nói rất là ngọt ngào của con gái Huế không? Dạ, xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc một câu thơ nho nhỏ cho mọi người. Đó chính là: chàng trai xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Em đang rất là hồi hộp trước đối thủ rất là mạnh, nên mong mọi người hãy giúp đỡ và ủng hộ cho em. Chàng trai xứ Quảng chân đi không đành. Nhưng ở đây lại là con gái xứ Quảng nhỉ. Thì không biết là em có câu thơ nào hay là có cái điều gì muốn đối đáp lại cái sự ngọt ngào của đối phương mình không? Đến đây ngày hôm nay thì em không có chuẩn bị câu thơ như bạn, nhưng mà bắt đầu thì em muốn gửi lời chúc đến cả hai đội. Bởi vì đối với kiến nghị hôm nay thì cả hai đội đều là 6 bạn nữ. Em mong cả hai có thể mang đến những màn tranh biện thật là thú vị, cũng như là bổ ích đến khán giả trường quay và cũng như là những người đang ngồi xem ạ. Xin được cảm ơn hai bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không mất thêm thời gian nữa, hãy cùng bắt đầu ngay với lượt tranh biện thứ nhất. Luật chơi ở phần này đó là mỗi đội sẽ có 3 phút để trình bày, không có phần đặt câu hỏi hay trả lời câu hỏi. Và xin chúc hai em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 3, 2, 1, bắt đầu!
trước khi lên đây, tôi đã nhờ chuyên viên trang điểm của VTV7 rằng hãy thôi cô đừng trang điểm cho cháu để đúng tinh thần kiến nghị. Nhưng tôi vẫn ở đây với một lớp trang điểm dày trên mặt. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khiến hàng ngày phải khoác lên mình một vỏ bọc để được coi là đẹp. Bạn có thể nói đó là vì bản thân mỗi người muốn nhìn chính mình đẹp hơn không? Bạn sinh ra không biết da trắng hay da nâu là đẹp, môi đỏ hay tím là xinh, hay màu mắt như thế nào mới là thời thượng, vì chính cách mà bạn nhìn ra ngoài thế giới ngoài kia, à như thế mới là đẹp, bạn mới định hình bản thân rằng bạn cần phải tuân theo một chuẩn mực của cái đẹp. Vì vậy tôi ở đây tự hào với tư cách là nhà hoạt động nữ quyền sẽ khuyến khích phụ nữ không trang điểm. Đến với phần bối cảnh, mục đích của những nhà hoạt động nữ quyền là bảo vệ giá trị của những người phụ nữ, tức là chính bản thân người phụ nữ, là cái bên trong, là trí thông minh hay sự cố gắng của họ, giúp họ có quyền tự do lựa chọn và sống một cách thoải mái hơn. Có hai vấn đề chính hiện nay. Đầu tiên, phụ nữ được gắn mác là phải đẹp. Cái đầu tiên đánh giá người phụ nữ là vẻ ngoài của họ, những giá trị bên trong của họ bị lu mờ đi. Thứ hai, hiện nay các công ty mỹ phẩm đang ngày càng cố gắng quảng bá bằng việc họ hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Họ lợi dụng lòng tự trọng của người phụ nữ rằng bạn chưa hoàn hảo, bạn cần phải thay đổi để bản thân thích nghi với tiêu chuẩn của xã hội. Điều này tiêu cực vì lôi kéo người phụ nữ bằng cách khiến họ tự ti hơn vào bản thân mình. Chúng tôi đến đây để bảo vệ mục đích cho hai nhóm đối tượng chính. Đầu tiên là hoạt động của nữ quyền và thứ hai là người phụ nữ. Chúng tôi muốn tạo ra một thế giới mà phong trào nữ quyền đi đúng mục tiêu của nó và người phụ nữ được sống một cuộc sống thoải mái hơn. Định nghĩa, nhà hoạt động nữ quyền là những người bảo vệ cho lợi ích phong trào phụ nữ nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng và tự do cho người phụ nữ. Mục tiêu chính như đã nói bên trên là tôn vinh giá trị của người phụ nữ, khiến cho người phụ nữ tự tin vào bản thân mình hơn. Trang điểm là tất cả các phương tiện giúp người phụ nữ thay đổi các đặc điểm trên khuôn mặt để phù hợp hơn với tiêu chuẩn của cái đẹp như son, phấn má. Nó không xấu, nhưng chúng tôi muốn khuyến khích người phụ nữ không cần phải trang điểm để đẹp theo chuẩn mực của xã hội. Vì thế chúng tôi đến đây với hai luận điểm chính. Luận điểm đầu tiên là hướng người phụ nữ đến việc đề cao và tôn trọng vẻ đẹp của chính mình. Luận điểm thứ hai là giảm bớt những áp lực, những tiêu chuẩn của xã hội đè nặng lên người phụ nữ. Đến với luận điểm đầu tiên, đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của nhà hoạt động nữ quyền, khẳng định rằng trang điểm đang dần làm lu mờ đi giá trị của người phụ nữ trong con mắt của xã hội và trong chính họ. Bởi vì chỉ có người phụ nữ trang điểm mới được coi là phụ nữ, là tiêu chuẩn của sắc đẹp và được coi là đẹp. Màu son đỏ như thế nào là thời thượng, màu mắt như thế nào tinh tế. Đội phản đối có thể lên đây và nói với chúng tôi rằng họ chỉ muốn nhìn mình đẹp hơn trong gương. Không, chính các món mỹ phẩm do các công ty mỹ phẩm sinh ra đã tạo ra một quy chuẩn về cái đẹp, tất cả chỉ vì sự tuyên truyền thương mại. Nếu chúng ta dừng việc trang điểm lại, khi những công ty mỹ phẩm dừng sự định hình cái đẹp để bán sản phẩm, cái đẹp sẽ dần trở thành nhận định riêng của mọi người. Nó xấu vì ba lý do. Đầu tiên, người phụ nữ phải trang điểm do sự sợ hãi bị đánh giá, bị thua thiệt trong mối quan hệ công việc. Điều này khiến cho họ bản thân nghĩ rằng không đẹp, không hoàn hảo, không tốt. Thứ hai, người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của xã hội về ngoại hình, không phải về trí óc hay về năng lực. Sự cố gắng của họ sẽ được đặt sau câu hỏi là bạn có đẹp hay không. Thứ ba, đồng thời nó can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của người phụ nữ, nói với họ rằng bạn phải thay đổi bản thân, đi ngược lại với phong trào nữ quyền, sự tự do hay bình đẳng của người phụ nữ. Vậy chúng tôi tự hào là đội ủng hộ. Tôi xin cảm ơn. Dưới lập trường của những nhà hoạt động nữ quyền, chúng tôi tin rằng phong trào nữ quyền chỉ nên xóa đi những định kiến bất lợi của người phụ nữ, chứ không phải là triệt tiêu những tính nữ của phái này. Và trước khi đi vào hệ thống luận điểm của chúng tôi, hãy đến với một số phản biện. Có thể thấy xuyên suốt luận điểm của các bạn chỉ dựa trên những tiền đề như là phụ nữ phải tuân theo tiêu chuẩn của xã hội. Và chúng tôi ở đây cho rằng luận điểm này của các bạn đã hoàn toàn trái ngược với luận điểm một của chúng tôi. Và kể cả khi nó có đúng thì chúng tôi cho rằng cái đẹp là đặc trưng của phụ nữ và tính nữ tiêu biểu là vẻ đẹp, thể hiện quyền được thể hiện cái đẹp và để vị trí của người phụ nữ không thể bị thay thế. Và chúng tôi sẽ chứng minh các luận điểm của các bạn hoàn toàn là sai, bởi vì cái nền tảng của các bạn được xây dựng trên một cái nền tảng sai thực tế. Vì vậy chúng tôi muốn thiết lập một nền tảng trường đầu mới cho ngày hôm nay. Định kiến mà các bạn đã đề ra thực chất vẫn luôn tồn tại trong cả hai thế giới, đó là bản năng, là tính người, là thuộc về phần cảm tính. Không ai trong trường quay ngày hôm nay, không ai trong nhân loại này mà chỉ sống và dựa vào cảm tính hay lý tính. Chúng ta là một khối hòa quyền, và chừng nào cảm tính còn tồn tại thì con người vẫn còn dễ dàng rung động trước những cái đẹp. Tôi có thể hỏi các bạn một câu rằng tại sao so sánh những đàn ông đẹp, đàn ông xấu thì không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng khi người đàn ông đánh giá người phụ nữ dựa trên những đặc điểm bên ngoài thì gọi là định kiến. Chúng tôi cho rằng sự so sánh hay quan tâm giá trị vẻ đẹp thực chất không phải là định kiến, nó là bản chất cốt cán và tự nhiên nhất của con người. Và trận tranh biện ngày hôm nay, câu chuyện không phải là việc thay đổi định kiến, mà ở đây chúng tôi đã chứng minh rằng định kiến là một tư duy. Định kiến này bản chất là tư duy duy mỹ luôn luôn tồn tại, và chúng ta bên thẳng phải là bên chấp nhận được định kiến và giúp phụ nữ phát triển tốt nhất khi đối đầu với định kiến. Và ở đây chúng tôi đến đây với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là đảm bảo sự thỏa mãn, tự tin và hài lòng về bản thân của người phụ nữ. Thứ hai là giúp phong trào nữ quyền lan tỏa và sâu rộng hơn.
Hãy đến với luận điểm đầu tiên của chúng tôi. Phụ nữ trang điểm là một điều hoàn toàn chính đáng vì họ có quyền tự do quyết định về ngoại hình và cuộc sống của bản thân. Con người dù là nam hay nữ đều bị chi phối bởi cảm xúc thẩm mỹ. Người phụ nữ mong muốn đẹp, làm đẹp hơn là mưu cầu chính đáng, xuất phát từ chính nhu cầu nội tại của bản thân mà không bị bất kỳ một sức ép nào từ bên ngoài khác. Và con người có quyền tự do quyết định mọi thứ về cuộc sống của bản thân, miễn là không gây ảnh hưởng đến người khác. Khi các bạn khuyến khích không trang điểm, tức là các bạn đang tuyên truyền với mọi người rằng trang điểm là xấu, trang điểm là không nên. Các bạn đang tạo ra rào cản vô hình làm người phụ nữ không thể trang điểm như ý thích của mình. Và ngay cả khi các bạn bảo rằng chúng tôi chỉ khuyến khích thôi, chúng tôi không cấm, thì các bạn vẫn đang xâm phạm vào giới hạn quyền tự do của người ta và chính các định kiến của các bạn tạo ra. Và ủng hộ với danh nghĩa là xóa bỏ định kiến bảo vệ người phụ nữ, nhưng những quyền lợi cơ bản của người phụ nữ các bạn vẫn đang không được đảm bảo. Các bạn thực chất chỉ đang chuyển người phụ nữ từ nhà tù này sang nhà tù khác. Với một nền tảng chắc chắn, hệ thống lập luận được đào sâu, chúng tôi tin rằng phản đối sẽ thắng trong trường tranh biện ngày hôm nay. Xin được chúc mừng hai em đã hoàn thành xong phần đặt vấn đề ở lượt đầu tiên này. Có thể nói rằng là chủ đề này rất khó và rất hay để chúng ta cùng tranh biện. Các giám khảo cũng chưa đưa ra một nút like nào cho cả hai đội. Không biết rằng là họ đang suy nghĩ thế nào với phần tranh biện đầu tiên này đây. Hãy cùng bắt đầu với Tú Uyên. Trước tiên thì chị rất là cảm ơn cả hai bạn có phần trình bày này. Đối với Thanh Tâm, ở trong trận này thì chị rất thích cái phần dàn ý của em ngay từ ban đầu. Chỉ có một số cái vấn đề. Thứ nhất đó là khi mà em xây dựng cái nền lập luận thì em nên chú ý là mình đừng có để lập ý, bởi vì chị nghe rất là nhiều lần có rất nhiều ý nó bị lập với nhau và mình cố gắng là mình đọc, mình nói nhiều hơn là mình đọc. Tuy nhiên chị rất là ấn tượng với phần nội dung của lập luận, cũng giống như là em có một cái phần người ta gọi là preemptive argument, có nghĩa là phản biện trước khi mà đội đối phương đưa ra cái lập luận của mình. Chị nghĩ đây là một cái phần rất là tốt. Đối với trường hợp của Chi, thực ra chị nghĩ là ở trong đây Chi có một cái ý thức rất là tốt về việc là mình cần phải làm phản biện. Và em thấy được là cái phản biện của em và cái lập luận của em nó giống như nhau. Nhưng mà khi mà em nói, khi em trình bày thì nó lại rất là rối và chị khó có thể nào theo dõi được. Cái thứ hai là ở trong chính cái phần lập luận của em thì em nói những thứ rất là chung chung và chị vẫn chưa nghe được một cái nội dung cụ thể nào hết. Mặc dù chị rất thích cái phần là em bảo là cái tư duy duy mỹ đó là không phải là cái định kiến mà một cái sự tồn tại hiển nhiên của con người. Chị rất thích cái ý tưởng đó, nghĩa là bài của em về chiều sâu có ý tưởng tốt, nhưng mà cái phần thể hiện thì nó lại không bằng so với lại bạn Thanh Tâm một tí xíu, cho nên 10 điểm của chị sẽ thuộc về Thanh Tâm. Xin được chúc mừng các đại diện của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Đà Nẵng có 10 điểm đầu tiên. Nhà báo Chu Minh Vũ, anh nghĩ thế nào về phần đặt vấn đề của hai đội hôm nay? Đúng như là chị Uyên nói thì anh cảm giác là Thảo Chi thì hơi lép hơn so với cả Thanh Tâm một chút xíu về phần trình bày. Tuy nhiên thì anh cũng thấy rằng là cái cách đặt vấn đề của bọn em nó cũng dễ hiểu và nó cũng rất là thuyết phục anh khi mà các bạn đang nói về cái câu chuyện nữ quyền ở đây là phá bỏ định kiến chứ không phải là triệt tiêu tất cả những cái mà cái nhu cầu rất là chính đáng của người phụ nữ là trang điểm. Và ngược lại thì đối với cả Thanh Tâm thì anh lại cực kỳ thú vị với cả hai cái khái niệm mà bọn em đưa ra, nó lại khá là sắc bén khi mà bọn em nói về mỹ phẩm và những người kinh doanh mỹ phẩm là họ đang lợi dụng cái lòng tự trọng của mỗi người phụ nữ khi mà nâng cao cái quan điểm về vẻ đẹp là phải make up lên để đánh vào lòng tự trọng đó và để thu lợi nhuận. Có một cái sự khôn ngoan nữa là mà tôi có nhận thấy ở trường Lê Quý Đôn là các bạn ấy ngày hôm nay lẽ ra khi mà bước lên sân khấu này mà giá như cả ba cô nữ sinh của trường Lê Quý Đôn đều không trang điểm thì các bạn ấy sẽ có một cái thông điệp mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn ấy dường như cũng đã nhận thấy cái điểm yếu đó của mình và các bạn đã rào ngay rồi, rào ngay từ phút đầu tiên. Cho nên đây cũng là một cái sự khôn ngoan. Anh sẽ dành 10 điểm cho trường Lê Quý Đôn. Xin được chúc mừng các cô gái của trường Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Và bây giờ còn 10 điểm nữa của tiến sĩ giám khảo Nguyễn Chí Hiếu. Anh đánh giá thế nào? Trong cái đề nghị ngày hôm nay thì nó có hai cái cụm từ khá là quan trọng. Thứ nhất đó là những nhà hoạt động nữ quyền, nó xác định cái vai vế của những người tranh biện. Và cái chữ thứ hai là chữ khuyến khích. Trong cái phần trình bày của Lê Quý Đôn thì mình thấy các bạn làm rất tốt. Cái vế đầu tiên là bạn xác định rất rõ cái vai trò của tôi ngày hôm nay là nhà hoạt động nữ quyền. Thế nhưng với cái cụm từ thứ hai là chữ khuyến khích thì mình lại thấy nó chưa được rõ cho lắm. Em dẫn ra ba cái luận điểm. Một là sự sợ hãi của người phụ nữ này. Thứ hai là nó đè xuống những cái về mặt trí tuệ, về mặt cố gắng của người phụ nữ. Và thứ ba là can thiệp sự tự do. Thì hai cái ý đầu tiên thầy thấy rằng nó hơi bị quy chụp, bởi vì em không có một cái số liệu nào cả để chứng minh điều đó diễn ra. Hơn nữa là phụ nữ có nhiều dạng phụ nữ,
có các phụ nữ tùy vào độ tuổi của họ, văn hóa của họ, địa vị của họ, công việc của họ trong xã hội. Và cái hiệu ứng của cái việc khuyến khích hay không khuyến khích này nó sẽ có tác động khác nhau với các nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau. Thành ra nếu không có sự phân tích sắc nét về các nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau sẽ rất khó thuyết phục được thầy về cái luận điểm của em. Và cái luận điểm thứ ba của em là về nó can thiệp sự tự do của người phụ nữ, thì thầy thấy nó hơi miễn cưỡng, bởi vì cái này nó không có cấm, nó chỉ là khuyến khích. Về bên của Thảo Chi thì thầy đồng ý với hai ba giám khảo bên này, đó là cái cấu trúc của em nó không được rõ như là cấu trúc của Thanh Tâm, nhưng em có một cái điểm rất là sáng và thầy đánh giá đó là cái một trong những cái luận điểm mạnh nhất của đội em mà đội bạn sẽ rất khó để đánh bật, đó là khi nào cảm tính còn tồn tại thì cái tư duy duy mỹ nó vẫn nằm ở đó, và chúng ta phải chấp nhận nó và chúng ta định hướng như thế nào, chứ không phải là chúng ta đánh bật đi cái tư duy duy mỹ và cái cảm tính trong con người. Thầy thấy đó một luận điểm rất rất là mạnh. Tuy cấu trúc em nó lỏng lẻo hơn đội kia, nhưng thật ra bên đội kia lại không có những cái số liệu và những cái phân tích sắc nét. Thành ra 10 điểm của thầy trao cho đội Quốc học Huế. Và như vậy là với 10 điểm của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, trường Quốc học Huế đã có 10 điểm đầu tiên, và tỷ số lúc này giữa hai đội đó là trường Lê Quý Đôn 20, trường Quốc học Huế 10. Xin được chúc mừng cả hai đội chơi. Cấu trúc rõ ràng, phong thái điềm tĩnh của Thanh Tâm đã giúp trường chuyên Lê Quý Đôn có được thắng lợi đầu tiên với 20 điểm. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khiến hàng ngày phải khoác lên mình một vỏ bọc để được coi là đẹp. Với một luận điểm sắc bén, Thảo Chi cũng đã mang về 10 điểm đầu tiên cho trường Quốc học Huế. Chúng ta là một hội hoa quyền, và chừng nào cảm tính con tồn tại thì có người vẫn còn dễ dàng rung động được những cái đẹp. Sự xuất sắc của cả hai thí sinh hứa hẹn lượt đấu tiếp theo sẽ vô cùng bùng nổ. Ngay sau đây sẽ là lượt thi đấu thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tranh biện thứ hai. Xin mời đại diện bên phía ủng hộ, đó là bạn Nguyễn Phạm Tâm Nguyên. Và đối đầu với bạn Tâm Nguyên trong lượt tranh biện này sẽ là đại diện của trường chuyên Quốc học Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin mời Nguyễn Lập Thủy Tiên. Có thể nói là Thủy Tiên là cô gái có ngoại hình rất là xinh xắn nổi bật ở tại trại hè của trường tin năm nay. Vậy thì em cũng biết rằng là có thêm một chút trang điểm vào thì mình lại càng dễ thương hơn nữa. Dạ, thật sự thì cá nhân em thì em nghĩ việc trang điểm thì đơn giản là cái quyền lựa chọn của mỗi người thôi. Và với cá nhân em thì thật sự thì em cũng không dám nhận là mình có một ngoại hình xinh xắn. Nhưng mà cũng đúng như anh nói thì chắc là em đã nhờ rất nhiều phần vào trang điểm thì mình có thể có ngoại hình khá là ổn để đứng ở đây ạ. Dạ. Và thật là khi đứng về phía ủng hộ cho những người phụ nữ có những lớp trang điểm với vai trò là một nhà hoạt động nữ quyền thì đúng là cũng có những lợi thế nhất định. Nhưng trong cái khó khăn chúng ta lại có thể tìm ra được những cái độc chiêu để chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc tranh biện này. Không biết là Tâm Nguyên, em cảm thấy thế nào khi mà đồng đội của mình đã mang về tới 20 điểm ở lượt thứ nhất? Em nghĩ là với cái sự chuẩn bị kỹ càng của đội em thì em rất tự hào về đồng đội vì đã đem lại một cái số điểm dẫn đầu từ trước, và em sẽ cố gắng hết mình để mà có thể đem lại một số điểm cao nhất cho đội em ạ. Rất là vui khi mà nhìn thấy được sự tự tin của cả hai thí sinh. Và thưa quý vị các bạn, ở luật chơi ở lượt tranh biện thứ hai này, mỗi đội sẽ có 4 phút để trình bày, và đội đối phương sẽ có cơ hội đặt câu hỏi trong vòng 1 phút, mỗi câu hỏi không quá 15 giây. Và bây giờ lượt tranh biện thứ hai giữa trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng và trường chuyên Quốc học Huế tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu. Xã hội mất 2.000 năm để giải thoát người phụ nữ khỏi tấm màn che mặt, và giờ đây người phụ nữ lại lựa chọn đắp lên mặt mình một lớp mặt nạ khác để che đi những khiếm khuyết mà quan điểm xã hội gán lên họ đó là xấu. Trước tiên hãy đến với một số phần phản biện. Có hai vấn đề các bạn đặt ra cho độ ủng hộ của chúng tôi ngày hôm nay. Thứ nhất, quy chuẩn sắc đẹp cũng như là tư duy duy mỹ sẽ tồn tại ở cả hai thế giới, và thứ hai là sự tự tin cũng như là quyền tự do lựa chọn. Vậy thì đến với vấn đề đầu tiên, đó chính là quy chuẩn sắc đẹp và tư duy duy mỹ. Vậy thì thưa các bạn, từ người một của chúng tôi đã bảo rằng quy chuẩn sắc đẹp này nó bắt nguồn từ các sản phẩm, các người mẫu từ các công ty quảng cáo lăng xê lợi dụng cái lòng tự trọng, cái sự tự ti của người phụ nữ để đem lại cái lợi nhuận về mình. Và người phụ nữ ở đây chúng tôi bảo vệ cho họ cái quyền có được những cái quy chuẩn vẻ đẹp của riêng họ, giải phóng họ khỏi những cái mối của những công ty mỹ phẩm. Và kể cả khi các bạn có thể lên đây và nói chúng tôi rằng những cái công ty này đưa ra xu hướng dựa trên quy chuẩn chung của xã hội, thì cái quy chuẩn chung của xã hội này nó phải
đang đánh đồng và quy tất cả người phụ nữ vào một khuôn rằng người phụ nữ phải đẹp. Vậy thì làm sao để giải quyết vấn đề vì tiêu duy duy mỹ này? Có một vấn đề tồn tại trong thế giới của đội phản đối, các bạn cho rằng khiếm khuyết là xấu, khiếm khuyết là thứ mà người phụ nữ cần che đậy. Còn trong thế giới của đội ủng hộ, chúng tôi bình thường hóa cái việc khiếm khuyết của người phụ nữ. Chúng tôi tin rằng khiếm khuyết là nét riêng của mỗi người phụ nữ mà chúng ta không cần bất cứ một công cụ nào để che đậy. Và kể cả khi các bạn có thể dùng trang điểm để che đi những khiếm khuyết thì đó cũng chỉ là những lớp mặt nạ, lớp vỏ bên ngoài, và phụ nữ thì vẫn mãi tự ti vào khiếm khuyết của mình, vẫn mãi phụ thuộc vào trang điểm. Tiếp theo, các bạn đảm bảo được cái sự tự tin cũng như là quyền tự do lựa chọn của mình. Thì chúng tôi tin rằng cái sự tự tin này nó chỉ là cái cảm giác thỏa mãn khi bạn giống với số đông, khi bạn xinh đẹp theo cái cách được người khác công nhận. Và kể cả khi người phụ nữ này họ cảm thấy thật sự tự tin, vậy thì sau khi họ tẩy đi cái lớp trang điểm mình, họ lộ ra những khuyết điểm mà xã hội cho là cần che đậy, thì họ có còn tự tin hay là không? Câu trả lời là không. Vì vậy ở đây chúng tôi khuyến khích cái vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ để người phụ nữ có thể dễ dàng chấp nhận những khuyết khiếm của mình, như là tàn nhang hay nốt ruồi. Cái vấn đề về sự tự tin chỉ thực sự được giải quyết khi chúng ta bình thường hóa những đặc điểm này, và chỉ duy nhất ở đội ủng hộ chúng ta có thể làm được điều đấy. Các bạn có bất cứ mời bạn. Không trang điểm không giúp bình thường hóa câu chuyện này, mà thực chất như chúng tôi đã chứng minh, tư duy duy mỹ luôn tồn tại và có người sẽ luôn so sánh và đánh giá vẻ đẹp. Như tôi đã bảo, tư duy duy mỹ này tôi thừa nhận nó sẽ tồn tại trong cả hai thế giới, nhưng nó chỉ được giải quyết vì khi các bạn nhìn nhận lại cái vấn đề cái đẹp là gì. Các bạn tin rằng cái khuyết điểm của người phụ nữ là xấu, nhưng chúng tôi không tin rằng như vậy. Khuyết điểm của người phụ nữ là cái nét đi mà họ cần phải có. Vậy thì hãy đến với luận điểm của chúng tôi. Luận điểm hai của chúng tôi chính là chúng tôi xóa bỏ định kiến mà người xã hội đè nặng lên người phụ nữ. Việc đội các bạn không khuyến khích người phụ nữ không được trang điểm, nó sẽ tạo ra một cái quy chuẩn chung như người một của chúng tôi đã nói, và nó ảnh hưởng đến hai nhóm đối tượng sau đây. Thứ nhất, nhóm đối tượng không muốn trang điểm, và thứ hai, nhóm đối tượng không có điều kiện để trang điểm. Đối với nhóm thứ nhất, nếu họ không muốn trang điểm thì sao? Họ sẽ trở thành nhóm người bị lạc loài trong xã hội, bị coi thường và bị kỳ thị. Vậy thì một vấn đề đặt ra, trong thế giới của chúng tôi vẫn sẽ có một nhóm người vẫn muốn trang điểm, nhưng khi sự khuyến khích này hiệu quả, cái việc trang điểm này ít nhất nó quay trở về cái bản chất tốt đẹp nhất của vấn đề. Nó không định dạng hay nhận diện bất cứ người phụ nữ, nó không đánh giá để người phụ nữ phù hợp với mục tiêu của xã hội, mà nó hoàn toàn dựa trên sở thích của người phụ nữ đã lựa chọn hay là không. Vậy thì nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đối tượng người phụ nữ không có khả năng để trang điểm. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là họ không hoàn toàn trang điểm, họ sẽ bị kỳ thị như chúng tôi đã nói ở trên, và hai là có một sự mâu thuẫn giữa việc kinh tế có hạn và họ vẫn phải đáp ứng nhu cầu. Vậy thì họ sẽ tìm đến những đồ mỹ phẩm giả không tốt cho sức khỏe, để lại hậu quả lâu dài và ảnh hưởng. Và có một vấn đề cần phải so sánh trong thế giới của chúng tôi và các bạn ngày hôm nay, đó chính là về quyền tự do. Ở bên đội các bạn cho rằng quyền tự do là bản thể, nhưng cái quyền bản thể đây đang bị ảnh hưởng bởi hệ thống, phải tạo ra quan điểm người phụ nữ phải luôn xinh đẹp hoàn hảo. Còn trong chúng tôi đảm bảo quyền tự do lựa chọn như một sở thích, chứ không phải là thang đo để đánh giá bất cứ sắc đẹp nào. Vì vậy chúng tôi tin rằng đội ủng hộ xứng đáng là được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, tôi là Thủy Tiên, một cô gái có nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Nhưng hôm nay tôi trang điểm kỹ càng để đến đây và cảm thấy tự tin video đó. Các bạn cho rằng khuyết điểm là nét riêng của mỗi người, nhưng chúng tôi cho rằng chuẩn mực xã hội là cái có trước. Và bởi vì nhìn vào thứ gọi là mức trung bình của sắc đẹp, thì từ đó người ta mới suy ra thế nào là khuyết điểm và thế nào là ưu điểm. Chứ không phải là các bạn chỉ đơn giản cứ cho là mỗi người đều có những khuyết điểm riêng của mình. Chuẩn mực xã hội luôn là cái có trước, và bởi vì thế nó là thứ quyết định khuyết điểm. Vì thế các bạn không thể thay đổi được cái chuẩn mực xã hội luôn tồn tại ở cả hai bên thế giới. Và ở đây, luận điểm một của các bạn nói về câu chuyện đó là sự tôn trọng vẻ đẹp cá nhân. Tôi có thể hiểu câu chuyện này theo kiểu là vậy thì các bạn sẽ lựa chọn vẻ đẹp cá nhân thay vì chuẩn mực xã hội. Nhưng các bạn phải hiểu, mỗi chúng ta là một cá thể của xã hội, chúng ta không thể tách rời xã hội được. Chuẩn mực xã hội nó được sinh ra là trung bình của mọi vẻ đẹp khi chúng ta đánh giá tất cả những người. Và bởi vì thế, các bạn không thể đang mặc một chiếc áo ba lỗ để đi ký một hợp đồng với một công ty nào được không ạ? Và chúng tôi cho rằng mỗi người đều phải đáp ứng cái chuẩn mực xã hội trước đã, trước khi mà họ thực sự phát triển những cái cá tính riêng của mình. Tiếp đó, các bạn cho rằng cái quy chuẩn thực chất bắt đầu từ quảng cáo. Nhưng tôi hỏi các bạn, những cô hàng xén răng đen, cái câu thơ này tôi hỏi đã có quảng cáo chưa ạ? Vẫn là câu chuyện cũ, quy chuẩn nó bắt nguồn từ những cái nhìn nhận của con người và các bạn không thay đổi được. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh lại lập trường của đội chúng tôi, đó là với cái quy chuẩn luôn xuất hiện ở cả hai bên, thì làm thế nào người phụ nữ phải trở nên thoải mái nhất ở mỗi xã hội, ở thế giới của các bạn. Người phụ nữ của các bạn bước ra và họ cảm thấy cực kỳ tự ti bởi vì họ không đáp ứng được các chuẩn mực, các bạn không thể thay đổi được điều đó. Các bạn thà tự tin một ngày nhưng cuối ngày thì các bạn tự ti với gương mặt của mình, còn hơn là các bạn tự ti suốt ngày và không dám ra đường, đúng không ạ?
tiếp đó, chúng tôi muốn lên với luận điểm 2 của bản thân. Đó chính là việc khuyến khích phụ nữ không trang điểm sẽ gia tăng định kiến và áp lực lên những người phụ nữ, chứ không phải là giảm thiểu như các bạn đã nói. Có hai nhóm đối tượng chúng ta cần chứng minh ở đây. Thứ nhất, đó là những người vốn đã có đặc quyền về ngoại hình. Và thứ hai, những người không có ưu thế ngoại hình ngay từ khi sinh ra. Các bạn cho rằng khi khuyến khích phụ nữ không trang điểm, các bạn có thể nói là người ta sẽ không đánh giá cái lớp trang điểm nó nữa. Nhưng cái tư duy duy mình sẽ khiến những sự đánh giá luôn luôn tồn tại. Và bởi vì thế, thay vì đánh giá một gương mặt được trang điểm kỹ càng, người ta sẽ đánh giá cái lớp mặt mộc của bạn. Và chính vì thế các bạn chỉ đang bảo vệ cái nhóm thiểu số, là cái nhóm có một gương mặt mộc đẹp, mà bỏ quên đi một cái nhóm đa số mà rất dễ tổn thương, chúng ta cần bảo vệ, đó là những người không có một gương mặt mộc xinh đẹp, đúng không ạ? Và chính điều này, tôi tin rằng lúc này một chuỗi ngày khổ sở, tự ti dằn vặt bản thân của họ mới bắt đầu. Tệ hơn, chính những người có một gương mặt mộc không xinh đẹp này, họ có thể cho rằng là một người phụ nữ hiện đại theo đuổi phong trào nữ quyền, tôi buộc phải tự tin về vẻ đẹp tự nhiên của mình như thế. Chúng tôi tin rằng là một sự áp đặt, bởi vì thứ nhất, họ không có một vẻ đẹp mặt mộc tự nhiên, và thứ hai, nó tùy thuộc vào sức mạnh tâm lý của mỗi người. Và cho đến khi mà họ thực sự đã chấp nhận được vẻ đẹp tự nhiên của bản thân, thì chúng tôi tin rằng khi đó họ đã đi qua những chi tiết của xã hội và họ đã trái sàng cảm xúc của bản thân mình rồi. Và chúng tôi tin rằng lúc đó các bạn không phải là đang bảo vệ họ, mà chính thực chất là đang hủy hoại con người của chính họ. Xin nhận chất vấn ạ. Thưa các bạn, tự tin là khi các bạn tin vào bản thân mình. Vậy khi các bạn bao bọc vẻ bề ngoài bằng một lớp trang điểm thì tức là bạn đang tự ti về cái vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chúng tôi tin rằng tự tin là việc các bạn tự tin vào vẻ bề ngoài của bản thân mình. Nhưng tự tin nó luôn là đánh giá một chuẩn mực xã hội. Và đó là lý do mà chúng tôi tin rằng đội phản đối thể chiến thắng trong trận tranh biển ngày hôm nay. Hai đội đã thực sự là nghiên cứu rất là kỹ và rất là kiên định với những luận điểm mà mình đã chuẩn bị từ trước khi đến với cuộc tranh biện ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời những giám khảo sẽ đưa ra các lời nhận xét và cho điểm của mình trong phần tranh biện này. Xin mời giám khảo Nguyễn Trí Hiếu ạ. Cảm ơn hai bạn. Thầy rất là thích cái phòng thi vừa rồi của hai bạn. Đội của bên Lê Quý Đôn thì cái mà thầy rất là ngạc nhiên là bởi vì các bạn đã nghĩ ra được một cái luận điểm để phản biện lại cái tư duy duy mỹ và cái cảm tính vẫn tồn tại trong con người của đội Quốc học Huế. Thầy đánh giá rất là cao cái việc các bạn rất là sáng trong một thời gian rất là ngắn có thể nghĩ được cái luận điểm như vậy. Cái phản biện thứ hai của các bạn về cái việc là chỉ khi nào chúng ta bình thường hóa tất cả những đặc điểm thì chúng ta mới có thể tạo ra một cái giá trị thật sự của người phụ nữ. Thầy cũng đánh giá rất là cao cái phản biện này. Bạn cũng làm một việc rất là tốt, đó là bạn đã chẻ được nhóm phụ nữ thành các nhóm đối tượng khác nhau để hỗ trợ cho cái người số 1 của bạn. Tuy nhiên đó, khi bạn vào cái phần cái số 2 của mình ấy, thì nó lại không đủ thời gian, vì vậy nó hơi tiếc cái phần đó. Bên của Quốc học Huế thì cái việc mà bạn chia ra hai cái nhóm đối tượng đó rất là xác đáng về cái nhóm là có đặc điểm về ngoại hình và cái nhóm mà không có ưu thế. Thật ra rất là khó chấm cái vòng này bởi vì cả hai bên đều rất rất là sáng. Cái điểm duy nhất mà nó làm cho thầy quyết định 10 điểm rơi về đội nào là bởi vì ở phút chót thì đội Lê Quý Đôn đưa vào một câu hỏi POI rất là xác đáng và đủ học cũng chưa trả lời được. Đó là điểm duy nhất mà thầy dành 10 điểm cho đội Lê Quý Đôn ở vòng này. Xin được chúc mừng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Và như vậy các bạn đã giãn biệt khoảng cách ra, đang là 30-10. Tôi thấy rằng là giám khảo Trung Anh Vũ đã ra hiệu là anh sẽ lên tiếng tiếp theo. Xin mời. Đây là một cái màn tranh biện vô cùng thú vị. Nó là một cái câu chuyện giống như là quả trứng có trước hay là con gà có trước vậy. Chúng ta đang nói về cái câu chuyện về những chuẩn mực xã hội và việc giải phóng những người phụ nữ ra khỏi những cái chuẩn mực đó. Đứng trên cái quan điểm của nữ quyền thì trường Lê Quý Đôn đã đưa ra được những cái dẫn chứng vô cùng thuyết phục. Ngay từ đầu bạn ấy đã dồn dập cho khán giả truyền hình cũng như là ban giám khảo về những cái việc phong trào nữ quyền đã đem lại trong từ 2000 năm trước khi mà giải phóng người phụ nữ ra khỏi chiếc mạng che mặt, và bây giờ chúng ta lại đang phải đối diện với những cái mặt nạ khác. Tôi cảm giác rằng là các bạn đã chọn được cái vũ khí để liên tục tấn công cho đội trưởng Quốc học Huế. Nhưng mà đúng như là thầy Hiếu nói rằng thì cái luận điểm thứ hai thì bạn không đủ thời gian để bạn nói sâu vào nó, và tôi thấy rằng là các bạn lại đang bị sa đà quá vào cái ngành công nghiệp mỹ phẩm. Và thậm chí là có những cái quan điểm rất là quy chụp, ví dụ như là chúng ta nếu không cẩn thận thì sẽ vào mỹ phẩm giả các thứ này kia. Những cái dẫn chứng đó thì tôi nghĩ rằng để thuyết phục thì chúng ta phải có con số cũng như là có những cái nghiên cứu về mặt khoa học. Còn đối ngược lại thì Thủy Tiên ở trường Quốc học Huế thì tôi cũng thấy rằng là những cái quan điểm Thủy Tiên đưa ra cũng mạnh không kém, khi mà bạn ấy cũng có những cái bám sát vào nội dung của trường Lê Quý Đôn để phản biện, tức là đội đối phương
chỉ bảo vệ một nhóm thiểu số những người phụ nữ có những cái gương mặt mộc xinh đẹp, còn những cái người còn lại là đa số là những người vẫn còn khiếm khuyết thì các bạn lại đang bị bỏ rơi, và họ đã lựa chọn cái cách bảo vệ những cái phần đa số hơn. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái quan điểm rất mạnh để tấn công ngược lại đội đối phương. Trong cái phần tranh biện này thì tôi thấy rằng cả hai đội rất là cân nhau, cân sức, và điểm 10 của tôi phải thuộc về một đội. Đội đó chính là đội Trường Quốc học Huế, để cân bằng cái trận đấu này với cả anh Nguyễn Chí Hiếu. Xin được chúc mừng Trường Chuyên Quốc học Huế với 10 điểm từ giám khảo Trung Minh Vũ. Như vậy là các bạn đã rút ngắn khoảng cách. Tỷ số lúc này đang là 20-30. Xin hỏi giám khảo Tú Uyên, lúc nãy là bạn dành nút like cho cả hai đội đúng không? Đó là nút like của anh Trung Minh Vũ. Thực ra là lúc nãy khi mà các bạn nói rất là hay thì anh Vũ mới đưa like lên. Nhưng mà thật sự lúc đó là chị Uyên cũng rất muốn đưa like cho các bạn. Nhưng mà tại vì lúc đó chị Uyên còn phải ghi chép nên chị Uyên chưa có đưa like được nhá. Đối với cái lượt đấu này thì chị nghĩ là ở cả hai đội có sức bật rất là tốt về mặt ý tưởng, và cả hai đội đều đưa vấn đề lên một cái tầm cao hơn. Chị chỉ bổ sung một số điểm nhỏ như thế này thôi. Cái mà chị cần ở đội phản đối là gì? Em phải chỉ ra cho chị rằng tại sao việc bình thường hóa khuyết điểm lại không phải là một điều mang lại lợi ích, thậm chí là có hại, và tại sao bên em lại làm tốt hơn, đặc biệt đối với những đối tượng mà như em nói ở đó, ở ban đầu là gì? Những người cực kỳ tự ti về cái ngoại hình của mình. Đối với bên đội ủng hộ, chị chỉ có một câu này chị rất thắc mắc ở bên đội ủng hộ, đó là tại sao những người thực sự thích trang điểm và có ngoại hình tốt phải hy sinh cái niềm đam mê, cái sở thích của họ vì lợi ích của những người phụ nữ có thể là không đẹp bằng họ. Thực ra ở trong lượt này các bạn không chênh lệch nhau là mấy về mặt kỹ năng, về mặt trình bày, về mặt nội dung. Chỉ có duy nhất hai vấn đề mà như lúc nãy anh Hiếu đã nói. Thứ nhất đó là về cái câu hỏi chất vấn của đội ủng hộ rất tốt. Vấn đề thứ hai ở trong này đó là cái việc giải quyết cái mâu thuẫn, cái phần phản biện của bên đội phản đối ấy, của Thủy Tiên. Thủy Tiên làm chưa được tròn vẹn lắm, như là chị chưa nhìn thấy một cái sự phản biện trực tiếp đối với đối phương. Bởi vì cái ý rất nhỏ như vậy thôi, 10 điểm của chị sẽ thuộc về đội ủng hộ. Nên là chúc mừng Trường Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng với 10 điểm của giám khảo Tú Uyên. Và như vậy là các bạn đã chốt sổ của lượt thi đấu thứ hai này với khoảng cách là 40-20. Xin được chúc mừng. Câu hỏi chất vấn hóc búa ở phút cuối cùng đã giúp Tâm Nguyên duy trì mạch thắng cho Trường Lê Quý Đôn. Tự tin là khi các bạn tin vào bản thân mình. Vậy khi các bạn bao bọc vẻ bề ngoài bằng một lớp trang điểm thì tức là bạn đang tự ti về cái vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chúng tôi tin rằng tự tin là việc các bạn tự tin vào vẻ bề ngoài của bản thân mình. Nhưng tự tin nó luôn là đánh giá một chuẩn mực xã hội. Phải thu hẹp khoảng cách 20 điểm, một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Trường Quốc học Huế. Liệu trận thi đấu thứ 3 sẽ có một kết thúc sớm hay sẽ phải chờ đến lượt phản hồi để quyết định thắng bại? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với Trường Tin 2020, và trước mắt chúng ta sẽ là lượt tranh biện thứ 3. Và bây giờ là cơ hội để Trường Chuyên Quốc học Huế rút ngắn khoảng cách. Hãy cùng chào đón đại diện của hai đội về phía Trường Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Đó là cô gái có cái tên rất lạ, Hoàng Như Vương. Đối thủ của Hoàng Như Vương, đại diện của Trường Chuyên Quốc học Huế, đó là Tạ Kiều Trang. Biết là Như Vương có cảm thấy thích thú với tên mà bố mẹ mình đặt cho mình không? Bởi vì ngoại hình của em là một cô gái rất là xinh xắn, đáng yêu. Một cái tên thì nghe khá là kêu và cũng có phần hơi nam tính một chút nhỉ? Về cái tên của em có một câu chuyện nó cũng khá là hài hước. Khi tụi em vừa tham gia trại hè thì khi mà đọc tên của em thì ban tổ chức người ta đã xếp em vào phòng của nam ạ. Nhưng mà đôi khi em cũng thấy hơi buồn vì tên mình nó nam tính đến thế, nhưng mà em nghĩ là ba mẹ đặt tên chắc gửi gắm nhiều cho em lắm, tại vì nó toàn là tướng không à, tướng với vua không. Còn đại diện của Trường Quốc học Huế thì sao? Với việc là đang hơi có sức ép một chút, chúng ta bị dẫn trước 20 điểm, thì em đã có một sự chuẩn bị như thế nào? Em cũng có biết trước đội Lê Quý Đôn, Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng là một đội rất mạnh. Nhưng mà dù sao thì em cũng sẽ cố gắng và bình tĩnh và cố gắng hết mình để giành lấy cơ hội dành cho Chuyên Quốc học Huế. Thì chắc chắn là Tạ Kiều Trang đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ. Chúng ta hãy cùng chờ đón cả hai thí sinh sẽ tung ra những gì mà mạnh nhất của mình. Và bây giờ sẽ là lượt tranh biện thứ 3. Ở lượt tranh biện này, mỗi đội tiếp tục có 4 phút để trình bày. Và đương nhiên, đối phương sẽ có quyền đặt ra câu hỏi trong vòng 1 phút, mỗi câu hỏi không quá 15 giây. Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho cả hai thí sinh của chúng ta
3, 2, 1, bắt đầu. Là một người thuộc nhóm đối tượng luôn được coi là phải đẹp, tôi cảm thấy công cuộc chạy theo bảng màu son mới của mình còn khắc nghiệt hơn cả người lái đò vượt thác lũ sông Đà. Chính vì thế, chúng tôi ở đây để ủng hộ cho kiến nghị ngày hôm nay. Sau khi gồm phản biện và mâu thuẫn, chúng tôi xin chỉ ra những mâu thuẫn trận đấu ngày hôm nay. Mâu thuẫn thứ nhất, mâu thuẫn về sự nhìn nhận phụ nữ như thế nào là đúng đắn. Mâu thuẫn thứ hai, mâu thuẫn về sự tự do lựa chọn. Và mâu thuẫn thứ ba, vì sự củng cố mục tiêu của phong trào nữ quyền. Đến với mâu thuẫn đầu tiên, đội nào tạo ra sự nhìn nhận phụ nữ đúng đắn hơn? Mặc dù tất cả chúng ta đều phân biệt được đâu là đàn ông đẹp, đâu là đàn ông xấu, tuy nhiên sự phân biệt về ngoại hình trong việc định vị vị trí xã hội của đàn ông gần như không tồn tại trong thế giới của những người không bao giờ biết đến son phấn là gì này. Ngược lại, khi phụ nữ đi xin việc, ngoại hình thường là một trong những yếu tố quyết định họ có được nhận vào làm hay không. Trang điểm đồng nghĩa với sự chạy đua về sắc đẹp. Cuộc chạy đua này có thể không xấu, nhưng hệ quả là sự công nhận tầm quan trọng của ngoại hình quá lớn, khiến cho nó trở thành một yếu tố đánh giá phụ nữ và càng khắc nghiệt hơn khi quy chuẩn luôn luôn thay đổi theo thời gian. Hậu quả để lại của đội các bạn là gì? Một hậu quả không thể vãn hồi là nó tạo ra một tiêu chuẩn thừa thải, một gánh nặng lên đôi vai người phụ nữ, làm ngăn cản họ được xã hội nhìn nhận những giá trị thích đáng, những giá trị đúng đắn của họ. Ngược lại, trong đội chúng tôi giúp họ được có sự nhìn nhận đúng đắn hơn. Chúng tôi loại bỏ tiêu chuẩn ngoại hình khiến họ tiếp cận những thành tựu trong cuộc sống mà không bị tiêu chuẩn này kìm kẹp. Không phải ai sinh ra cũng có nhan sắc đẹp, nhưng năng lực là điều hoàn toàn có thể cố gắng được. Ngược lại, đội các bạn làm gì? Các bạn cho phụ nữ có quá nhiều chuẩn mực cần phải thỏa mãn, trong khi chúng tôi công nhận rằng dù có khuyến khích phụ nữ rũ bỏ trang điểm hay không, cũng không loại bỏ hoàn toàn triệt để được sự tồn tại của việc phân chia đẹp xấu trong xã hội. Tuy nhiên, ở chúng tôi đẩy cái hại của nó xuống mức tối thiểu nhất, nó không còn là một yếu tố đánh giá sự xứng đáng của phụ nữ nữa. Đến với luận điểm thứ hai, xin nhận. Chúng tôi tin rằng những điều tốt xấu trong xã hội là để mọi người có động lực để hoàn thiện cái chân thiện mỹ của con người. Bạn nghĩ sao về điều này? Những tốt xấu trong xã hội là điều kiện để người ta hoàn thiện những cái chân thiện mỹ trong con người. Nhưng đồng thời chúng tôi không tin rằng nó nên là một điều gì quá khắc nghiệt để khiến người ta phải tự ti về bản thân mình để mà đánh giá sai người khác. Đến mâu thuẫn thứ hai là sự tự do lựa chọn được bên nào thỏa mãn nhiều hơn. Thế giới các bạn công nhận các bạn cho phụ nữ cảm giác trải nghiệm rằng nhìn vào gương thấy mình đẹp hơn, xinh tươi hơn. Nhưng đây chỉ là sự thỏa mãn bởi họ đã gần với sự chuẩn mực của xã hội chứ không là vì chính bản thân của họ. Thứ hai, các bạn cho phụ nữ sự tự do cải thiện khiếm khuyết của mình đúng không? Không, khiếm khuyết càng là mục tiêu của sự đánh giá hơn, bởi vì các bạn đã quan trọng hóa nó. Trong khi bên chúng tôi cho họ ba sự tự do lựa chọn. Thứ nhất, tự do lựa chọn những gì họ muốn theo đuổi, như công việc phù hợp này, những mối quan hệ tình yêu bạn bè này. Thứ hai, tự do theo đuổi lựa chọn của họ, bởi họ không còn những yêu cầu quá khắt khe vào ngoại hình nữa. Và thứ ba, sự khuyến khích là cho họ tự do lựa chọn, bởi phụ nữ quyết định thứ gì quan trọng với họ, bởi vì có những người hoàn toàn không thể loại bỏ trang điểm. Và đến với mâu thuẫn thứ ba là bên nào sẽ củng cố mục tiêu phong trào nữ quyền tốt hơn. Hai mục tiêu chính phong trào nữ quyền: thứ nhất, bảo vệ được nhiều nhóm phụ nữ nhất có thể, và thứ hai, phụ nữ được công nhận với nhiều xã hội, trong nhận xã hội những thứ này có thể. Đến với vấn đề bảo vệ những nhóm phụ nữ, có bốn nhóm phụ nữ: A, không thể trang điểm do hoàn cảnh cơ địa và không muốn trang điểm; B, vì chạy đua mà sử dụng mỹ phẩm không đảm bảo; C, tự ti vì sinh ra không đẹp; và D, phụ nữ đẹp sẵn và có đem lên trang điểm. Đối với hai nhóm đầu tiên, các bạn hoàn toàn không thể hiện sự quan tâm, họ đã chịu thiệt thòi nhưng ngay càng bị phân biệt hà khắc hơn, trong khi chúng tôi cho họ cơ hội được phấn đấu ngang với những người khác. Và nhóm C, nhóm tự ti vì sinh ra không đẹp, tự ti hơn. Trong thế giới các bạn, họ còn tự ti hơn nữa vì quan trọng hóa ngoại hình đẹp như là quan trọng hóa những khiếm khuyết. Ok, các bạn cho họ hy vọng được thấy bản thân tốt hơn, nhưng khi họ rũ bỏ lớp trang điểm rồi, họ vẫn tự ti và theo đó là sự bất an vì thiếu trang điểm. Trong khi chúng tôi công nhận họ đẹp đó, nhưng họ sẽ không cần phải lo lắng nữa bởi vì điều đó không cản chân họ quá nhiều. Đến thứ hai là đảm bảo được nhiều phụ nữ công nhận hơn. Có thể các bạn sẽ cho rằng phụ nữ có thể được công nhận dễ hơn nếu họ trang điểm, nhưng bạn hy sinh tất cả. Trong khi chúng tôi không dựa trên nền tảng của sự hy sinh, chúng tôi đảm bảo những quyền lợi phụ nữ, bởi vì để đạt được quyền này mà hy sinh những quyền lợi khác là phi đạo đức và càng để ra nhiều bất công hơn. Xin cảm ơn. Cái đẹp cứu rỗi thế giới, nhưng đặt trong bối cảnh mà tính nữ bị đe dọa, quyền tự do làm đẹp bị đe dọa, vậy thì ai sẽ là người cứu rỗi cái đẹp đấy ạ? Trước tiên, hãy cùng đến với một số ý phản biện của chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có quyền bác bỏ các vấn đề bên phía của các bạn, vì chúng tôi đã chứng minh được cái định kiến gây ra không phải là vì trang điểm, mà là bởi vì cái bản chất của con người, tức là cái duy mỹ của con người, là cái sự đề cao, cái sự yêu thích và trân trọng vẻ đẹp. Chính vì vậy mà câu chuyện ở đây là gì ạ? Cả hai thế giới đều xảy ra cái câu chuyện người ta đánh giá, người ta so sánh dựa trên cái thang đo của sắc đẹp. Vậy thì đấy, đội ủng hộ phải có mục tiêu là chỉ ra cho chúng tôi là tại sao những cái định kiến đó gây ra không phải là do bản năng của con người mà là do trang điểm gây nên, nhưng các bạn đã không làm được trong điều này. Tiếp theo, xuyên suốt các lượt nói, các bạn cũng không giải thích được cho chúng tôi tại sao người ta không trang điểm thì sẽ bị kỳ thị.
Và cuối cùng, ở thế giới của các bạn áp đặt tất cả các nhu cầu lên những cái sở thích khác nhau, chẳng phải là một sự vô lý hay sao? Trong khi đó, ở thế giới chúng tôi chia ra nhiều nhóm lựa chọn cho tất cả các đối tượng đều làm được công việc mình yêu thích. Và tôi tin rằng một beauty blogger không xứng đáng phải từ bỏ công việc của mình vì những cái lý do của các bạn. Và cùng đến mâu thuẫn của ngày hôm nay, bên nào sẽ là bên mang lại lợi ích cho người phụ nữ tốt nhất dựa trên hai khía cạnh? Thứ nhất là cái tâm lý của họ bị ảnh hưởng bởi những cái phong trào nữ quyền, và thứ hai là bản thân của phong trào nữ quyền sẽ phát triển như thế nào? Thứ nhất, ở trong thế giới của các bạn tạo ra một cái sự bất công bằng vấn đề chưa được giải quyết của các bạn ở đây là gì ạ? Đó chính là những cái đối tượng dễ bị tổn thương. Người ta sinh ra với một cái khiếm khuyết trên cơ thể, người ta sinh ra không có gương mặt xinh đẹp. Vậy thì ở thế giới của chúng tôi cho họ lựa chọn, chúng tôi cho họ cơ hội để hoàn thiện bản thân. Chính vì vậy mà chúng tôi đã đảm bảo được cái tính nhân văn, mà đó là cái giá trị độc nhất mà thế giới của các bạn không thể mang lại cho mọi người được. Trong khi đó, các bạn đã tạo ra một cái sự chênh lệch giữa người phụ nữ đẹp và người phụ nữ không xinh đẹp. Chính vì vậy đã tô đậm thêm cái mâu thuẫn về cái sự bất công giữa những người phụ nữ với nhau, và chính cái điều đó đã kéo lùi đi cái chất lượng của những cái phong trào nữ quyền. Và tiếp theo, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của Mai Ngô, một ngôi sao sáng trong The Face. Mai Ngô mặc mộc không đẹp, nhưng khi cô có sẵn cái kỹ năng người mẫu cộng thêm về lớp trang điểm nữa, thì Mai Ngô đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của The Face. Và chính khi đó, trang điểm là cái công cụ để nâng tầm giá trị của người phụ nữ lên, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng tôi sẽ chứng minh rằng khuyến khích người phụ nữ trang điểm mới là cái động lực để cho cái phong trào nữ quyền đi lên phát triển. Thế giới của chúng tôi đã giúp cho cái phong trào nữ quyền phát triển hơn thông qua việc gửi gắm thông điệp rằng là trang điểm không nên là một cái công cụ để mà đóng khung với người phụ nữ và tấn công người phụ nữ, mà phải nên là một cái bàn đạp để người phụ nữ thêm tự tin về chính bản thân mình hơn. Và cuối cùng, với tư cách là đội phản đối của ngày hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh lại lập trường của đội phản đối một lần nữa, là dưới tư cách của những một nhà hoạt động nữ quyền, chúng tôi xin khẳng định rằng mục tiêu của phong trào nữ quyền là gì ạ? Là đảm bảo quyền lợi cho những người phụ nữ và tự do quyết định vẻ đẹp của bản thân, chính là cái quyền lợi chính đáng nhất mà không thể nào bị phá bỏ của bạn, của tôi và của tất cả những người phụ nữ trong xã hội hiện nay. Bạn có câu hỏi gì không ạ? Câu hỏi của tôi là các bạn càng làm cho sự quan trọng hóa ngoại hình nghiêm trọng hơn, chính vì thế các bạn càng tạo ra sự phân biệt giữa người phụ nữ không đẹp và người phụ nữ đẹp hơn. Thế giới của các bạn mới là thế giới làm nghiêm trọng cái vấn đề phân biệt ngoại hình hơn. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin được chúc mừng Như Vương và Kiều Trang, các em xứng đáng một tràng pháo tay từ các giám khảo và các bạn khán giả trong trường quay. Có một nút like duy nhất tới từ huấn luyện viên Tú Uyên, có lẽ xin mời chị Tú Uyên sẽ đưa ra lời nhận xét đầu tiên. Đầu tiên chị sẽ nói về cái nút like này. Lý do tại sao mà chị cho nút like này là bởi vì chị nhìn thấy các bạn bên đội phản đối, các bạn dần dần các bạn break ra được, các bạn mở ra được một cái phần rất là quan trọng, là cái quyền lợi chính đáng của người phụ nữ cần phải được cảm thấy là mình tự tin. Có nghĩa là cho dù điều đó nó có lợi hay có hại đối với người khác, nhưng mà đối với chính cái người phụ nữ đó, đó là một cái ý tưởng, một cái giá trị rất là hay của nữ quyền mà chị rất vui là các bạn đã có thể chạm được đến đó. Và đây là một cái nút like để ủng hộ cho việc đó của các bạn. Đối với Trang thì khi mà trả lời câu hỏi chất vấn thì hãy cố gắng là mình bình tĩnh để mình trả lời câu hỏi chất vấn. Chị hiểu ý tưởng của em trong cái câu trả lời đó, nhưng mà chị cảm thấy là khi mình trả lời nó chưa có được hoàn thiện cho lắm. Đối với bên đội Phật ủng hộ, về nội dung chị thấy là ở trong bài này chị cảm thấy chưa có cái sức bật về ý tưởng lắm so với những gì mà hai đồng đội trước của em đã thể hiện. Chị nghĩ chủ yếu cái vấn đề này là do về quản lý thời gian của mình, bởi vì chị thấy còn rất là nhiều ý mà em vẫn còn chưa khai thác được ở trong cái bài của em. Như là chị đã nói lúc nãy, chị cảm thấy về cái sức bật của ý tưởng cao hơn một tí xíu đối với đội phản đối, cho nên 10 điểm của chị sẽ thuộc về trường Quốc học Huế. Xin được chúc mừng trường chuyên Quốc học Huế đã nhận được 10 điểm từ huấn luyện viên Tú Uyên, và như vậy là các bạn đã rút ngắn khoảng cách 30-40 giữa hai huấn luyện viên nam. Thì không biết ai muốn nói trước đây ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Hai bạn thì có điểm mạnh và có điểm yếu. Lê Quý Đôn, điểm mạnh của bạn là thật ra mình rất thích cái giọng tranh biện của bạn. Và cái phong thái tranh biện của bạn nó không phải sồ sồ lên. Nó rất là điềm tĩnh và nó làm tạm cảm giác như là có cái độ lắng, và mình rất thích. Và vì cái giọng nó và cái phong thái của bạn, nó làm mình cảm thấy như là những cái luận điểm của bạn mình dễ tiếp nhận hơn, bởi vì nó có sự điềm tĩnh và chín chắn trong đó. Cái điểm mạnh thứ hai của bạn là cấu trúc của bạn nó rất là rõ. Khi bạn phân tích ba cái mâu thuẫn, và bản thân trong mỗi mâu thuẫn bạn cũng chẻ ra những cấu trúc nhỏ hơn trong đó, thành ra rất dễ để người theo đều được cái mạch tư duy của bạn. Như Uyên đã chia sẻ thì trong ba cái mâu thuẫn thì thầy chỉ thích
cái mâu thuẫn số 1 bạn giải quyết tốt là ở chỗ khi bạn nói rằng cuối cùng thì quy chuẩn nó cũng thay đổi theo thời gian. Và cái việc mà chúng ta cứ chạy theo những thứ này ấy, nó sẽ làm cho cứ mỗi thời kỳ lại là một quy chuẩn và nó quá nhiều quy chuẩn. Thầy thấy cái đó là một cái tóm lại mâu thuẫn rất là tốt. Với hai cái còn lại, thực ra thầy đồng ý với Uyên là nó không có bật lên ở cái phần hai mâu thuẫn còn lại. Quay lại với bên Đỗ Quốc Học thì về mặt cái kỹ thuật và cái phong thái tranh biện thì có thể Trang chưa được như là Vương. Cấu trúc cũng hơi rối một tí. Tuy nhiên về mặt ý tưởng nó lại đi sâu hơn rất rất là nhiều. Và kể cả trong phần phản biện của bạn thì bạn đều chốt được vấn đề rất là chắc. Ví dụ như là những nhu cầu khác đưa lên trên trang điểm nó cũng không có công bằng với trang điểm, bởi vì trang điểm cũng là một nhu cầu và không thể nào con đo nhu cầu nào cao hơn nhu cầu nào cả. Về cuối, bạn là người làm được cái việc cuối cùng, bạn quay lại đúng cái chủ đề ngày hôm nay, chính là các nhà hoạt động nữ quyền và mục đích cuối cùng của họ là gì. Và cái việc mà bạn chốt được một cú hạ đó là cuối cùng cũng là quyền của phụ nữ và trang điểm cũng là một quyền phụ nữ. Mình đánh giá rất cao cái việc chốt đó, vì vậy 10 điểm của mình dành cho đội Quốc Học Huế. Xin được chúc mừng Quốc Học Huế. Và như vậy là các bạn đã cân bằng được tỷ số 40-40. Vậy thì 10 điểm còn lại của giám khảo Trung Minh Vũ, người rất thích chốt hạ cái phần nhận xét. Vâng, anh sẽ không hề thích. Sao lại cho ai ạ? Thực ra không hề thích những lúc mà phải như thế này. Nhưng mà thực tế trận đấu của chúng ta đã đi đến một cái tỷ số hòa như thế này, nó đã phản ánh đúng cục diện khi mà cả hai đội đều có những điểm sáng vô cùng là rực rỡ. Nếu như hai người trước của từng đội đều đã làm rất tốt thì ngày hôm nay thì tôi lại thấy rằng là đến vòng đấu thứ 3 thì trường Lê Quý Đôn đang bị yếu thế hơn một chút xíu về mặt quan điểm. Tôi đang thấy bạn đã chạm đến một cái luận điểm là bạn công nhận đối phương, bạn chạm đến một cửa ngách là bạn chỉ khuyến khích những người phụ nữ đi theo cái luận điểm của bên bạn thôi. Còn đối với cả Kiều Trang thì cái mà tôi lại cảm thấy rất là thích thú ở bạn Trang là bạn có những cái cách đặt vấn đề nó rất là vui vẻ, nó rất là hấp dẫn. Ví dụ câu chuyện là người ta nói là cái đẹp cứu rỗi thế giới, nhưng mà trong cái thời điểm này và trong cái trận đấu này thì ai sẽ là người cứu rỗi cái đẹp đây, nên nó cũng rất là vui. Nhưng mà vấn đề cuối cùng là gì, là cái quan điểm của Trường Quốc Học Huế và bạn Kiều Trang đưa ra nó cũng khá là thuyết phục khi mà bạn khẳng định về giá trị nhân văn của việc trang điểm đối với tất cả những người phụ nữ này. Sau đó là bạn nhấn mạnh vào cái tư cách của nữ quyền, là bạn đang bảo vệ cái sự tự do và để cho người phụ nữ được quyền tự do lựa chọn làm những cái gì mình muốn. Tôi cho rằng là một bên họ đưa ra được những cái thứ vũ khí sắc bén và một bên thì đang có cảm giác là bắt đầu bị yếu thế, bắt đầu lại hơi bị rụt rè đi về mặt quan điểm. Thì rõ ràng là sự lựa chọn của tôi vào cái thời điểm này nó cũng phản ánh đúng và nó cũng sẽ làm cho trận đấu của chúng ta sẽ đến một cái màn quyết đấu hấp dẫn ở phía trước. 10 điểm xin dành cho bạn Kiều Trang. Một chiến thắng tuyệt đối ở lượt tranh biện thứ 3. Kiều Trang đã mang về tới 30 điểm cho trường chuyên Quốc Học Huế. Và tỷ số lúc này, Chuyên Quốc Học Huế đang dẫn trước là 50-40 trước trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Và chúng ta hãy dành tràng pháo tay cho hai cô gái tuyệt vời này. Cảm ơn các em rất nhiều. Hơn cả sự mong đợi, trường Quốc Học Huế đã giành chọn 30 điểm của lượt thứ 3 và bất ngờ vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Trang điểm đồng nghĩa với sự chạy đua về sắc đẹp. Cuộc chạy đua này có thể không xấu, nhưng hệ quả là sự công nhận tầm quan trọng của ngoại hình quá lớn. Người ta sinh ra không còn gương mặt xinh đẹp, vậy thì thế giới của chúng tôi cho họ lựa chọn, chúng tôi cho họ cơ hội để hoàn thiện bản thân. Giờ đây, thế khó lại chuyển sang trường chuyên Lê Quý Đôn. Đại diện đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế hay thành phố Đà Nẵng sẽ là đội chơi tiếp theo góp mặt trong vòng tứ kết. Cùng đón xem lượt thi đấu cuối cùng, lượt phản hồi. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với Trường Tin 2020, một trận đấu vô cùng căng thẳng. Và bây giờ hãy cùng chào đón lượt tranh biện thứ 4 với đại diện của hai đội. Về phía trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, hãy cùng chào đón Nguyễn Lê Thanh Tâm. Và Nguyễn Nhật Thủy Tiên sẽ là đại diện của trường chuyên Quốc Học Huế. Thủy Tiên, em có cảm thấy tự tin trước khi bước vào phần này không? Dạ, thật sự bây giờ em cũng đang rất là lo lắng, bởi vì đây cũng là vòng quyết định của trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà em sẽ cố gắng làm hết sức mình để không phụ lòng cả hai bạn teammate. Mặc dù vậy thì lợi thế về điểm số cũng sẽ làm đòn bẩy tâm lý dành cho Nguyễn Nhật Thủy Tiên. Ngược lại, khoảng cách 10 điểm có phải là một áp lực hay nó là động lực
dành cho Thanh Tâm? Dạ, thật ra thì khoảng cách 10 điểm là một áp lực cho em. Tuy nhiên em nghĩ áp lực đây là áp lực nên có. Và em có thể nói là em sẽ cố gắng hết sức để có thể nào mà không phụ lòng hai đồng đội của em ạ. Tôi xin chúc hai em sẽ bùng cháy ở trong lượt phản hồi này. Mỗi bạn sẽ có 2 phút để trình bày quan điểm, không có phần đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Và bây giờ, lượt cuối cùng của Trường Tin 2020 ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu! Hãy thử lấy kẹo cắt đi tổ kẹn của một con sâu bướm. Sâu bướm sẽ không bao giờ bay lên. Và chúng tôi cho rằng có chăng cái định kiến về chuẩn mực xã hội cũng chính là cái thứ tổ kẹn ấy. Nó chỉ được phá vỡ khi mà người phụ nữ từ thân họ, nội tại họ cảm thấy họ thoải mái và sẵn sàng vượt ra khỏi đường biên đó. Phải là chính họ chứ không phải là vì sự bắt ép hay chi phối của một ai khác. Nhìn lại thể trần của cả hai đội trong ngày hôm nay, ở đây chúng tôi cho họ thoải mái lựa chọn, thoải mái tự do và thoải mái yêu thương bản thân mình. Trong khi đó, ở thế giới các bạn tưởng là thoải mái bị thoát khỏi các khuyết điểm đấy, nhưng các bạn đang ràng buộc một số nhóm đối tượng. Có những người chúng tôi yêu trang điểm, nhưng chính vì người ta khuyến khích không trang điểm, tôi bị ảnh hưởng bởi các bạn. Chúng tôi tin rằng với tư cách là những nhà hoạt động nữ quyền, cái mà chúng tôi muốn hướng đến ở đây là đảm bảo quyền lợi của phái nữ, mà quyền lợi đó phải nâng được vị thế của phái nữ lên. Cái nhìn của đội ủng hộ là một cái nhìn cực kỳ cực đoan hóa. Các bạn chỉ thực sự chỉ đang phản đối là những người họ đang cố gắng trang điểm và làm biến dạng vẻ đẹp và làm thiếu tôn trọng bản thân của họ. Trong khi đó, với một cái trang điểm ở một mức độ nhẹ bình thường thì chúng tôi cho rằng đây là một sự tôn vinh bản thân và không có gì quá đáng để mà phải phản bác cả. Tiếp theo đó, tôi muốn khẳng định lại lập trường của đội chúng tôi. Chúng tôi đến đây với một góc nhìn cực kỳ xa. Chúng tôi ý thức được rằng chúng tôi đưa ra cho các bạn một bối cảnh về cái tư duy duy mỹ của con người và rằng cái định kiến về chuẩn mực xã hội thực chất luôn luôn tồn tại và không thể nào thay đổi được. Và bởi vì không muốn một cái hệ thống hệ luận điểm song song, cái luận điểm thứ hai của chúng tôi đó chính là kiểu ngay cả khi chúng tôi chấp nhận rằng chuẩn mực xã hội sẽ luôn xảy ra ở thế giới hai bên, thì ở thế giới các bạn, cái sự áp lực đó nó càng đè nặng và càng chi chiết, và chúng tôi không nhận được bất kỳ một phản biện nào về luận điểm này. Cho nên cuối cùng rằng cái luận điểm này cực kỳ mạnh mẽ của chúng tôi vẫn có thể đứng vững ngay trong phút cuối cùng. Và để kết thúc lại phần phản hồi này, gửi các bạn một vài câu thơ. Phụ nữ từ xưa vốn thế rồi, xuân hương vĩ là giống bánh trôi, phong trào nữ quyền luôn sôi nổi, làm đẹp là vì chính chúng tôi. Trang điểm như hóa trang vậy, nó nên chỉ là một sở thích, không nên và không được là thứ quyết định rằng bạn có nữ tính không, có nên được tôn trọng không và có thể có được một công việc tốt không. Chúng tôi ở đây tự hào với tư cách là một nhà hoạt động nữ quyền sẽ khuyến khích phụ nữ không trang điểm. 3 câu hỏi chính của vấn đề ngày hôm nay: tự tin, tự ti, chúng một của xã hội, nghe theo hay là phá bỏ, ở thế giới nào người phụ nữ sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Vậy bây giờ hãy nhìn một cách tổng quát về hai thế giới, các bạn và chúng tôi làm được gì? Các bạn bảo là người phụ nữ tự tin khi khoác lên mình một lớp mặt nạ. Chúng tôi đã phản biện được ấy này. Tại sao sự tự tin của bạn dựa trên việc là bạn che đi sự tự ti của mình, và khi các bạn gỡ bỏ lớp mặt nạ đó ra, sự tự ti đó ngày càng bị đánh giá thấp, ngày càng không được tôn trọng, và người phụ nữ đó không bao giờ có thể đạt được tự tin vào chính bản thân họ. Tiếp theo, sự tự tin, vâng, chúng tôi không che đi khuyết điểm, chúng tôi bình thường hóa nó. Chúng tôi tin rằng mỗi người đẹp theo cái riêng của họ, và khuyết điểm là thứ nên được phơi bày ra, đó là cái riêng của mỗi người. Chúng một của xã hội, định kiến các bạn không giải quyết được mà chấp nhận nó. Ngay khi từ ban đầu chúng tôi chứng minh được định kiến này gây những tác động như thế nào đến người phụ nữ, họ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đến sự tự do lựa chọn của họ như thế nào. Chúng một xã hội, vâng, chúng muốn đi ngược lại, muốn giải quyết những vấn đề sau đó, và chúng cho chứng minh được là chúng một xã hội luôn thay đổi theo thời gian. Nhóm người phụ nữ, các bạn không hề bảo vệ được nhóm người phụ nữ, không để trang điểm, không muốn trang điểm, các bạn lặp đi lặp lại là những người không có mặt mộc đẹp. Khi những người đó cởi bỏ lớp trang điểm ra thì sao? Các bạn không trả lời được câu hỏi này, họ vẫn tự ti. Vâng, phải so sánh quyền tự do lựa chọn. Quyền tự do lựa chọn ngay từ ban đầu ở thế giới các bạn, chúng tôi khẳng định là gì? Quyền tự do lựa chọn các bạn dựa trên tiền đề các bạn muốn áp đặt và muốn tung thêm một quy chuẩn xã hội. Vậy nó có thực sự tự do, nó có thực sự cho người phụ nữ làm theo những gì mình mong muốn không? Chúng tôi cho rằng là không. Vậy sao, tại sao quyền tự do lựa chọn của chúng tôi vẫn có? Chúng tôi khuyến khích người phụ nữ không trang điểm bởi để chạy theo tiêu chuẩn của gái đẹp, họ vẫn có thể trang điểm nếu họ thích, ví dụ như việc hóa trang vậy. Vì vậy chúng tôi tin rằng chúng tôi làm gì, chúng tôi giúp người phụ nữ tự tin hơn, chúng tôi phá bỏ chuẩn mực của xã hội, chúng tôi giúp những nhóm người phụ nữ yếu thế trong xã hội, và chúng tôi đảm bảo được quyền tự do lựa chọn. Vậy chúng tôi tin rằng đội ủng hộ nên là đội chiến thắng trên biển ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Thanh Tâm và Thủy Tiên với lượt phản hồi này. Các bạn đã thực sự kiểm soát thời gian rất là tốt và đã kết thúc một trận tranh biện có thể nói là với cá nhân anh là hay nhất từ đầu đến giờ của Trường Tin 2020. Và các giám khảo bây giờ họ sẽ phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn, và mỗi giám khảo có 5 điểm họ sẽ dành cho đội nào đây? Liệu Quốc học Huế có đảm bảo được chiến thắng
và bước vào vòng tứ kết hay không, hay trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ ghi tên mình vào vòng sau. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng ta đang đến với những phút giây căng thẳng tột độ của trường tin 2020 ngày hôm nay. Và trên tay Đức Bảo là ba lá phiếu của ba giám khảo. Tôi đã mạn phép xem trước để bản thân mình có một cái sự chuẩn bị tâm lý, cũng như là có thể mang tới cái kết quả này một cách gọi là kịch tính nhất có thể. Xin được thông báo với tất cả mọi người, trên cả ba lá phiếu cùng ghi tên một đội duy nhất mà thôi. Không biết là có phải trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng hay không, hay là ba cô gái của trường Quốc học Huế. Xin được bật mí với tất cả quý vị, đó là tên của một đội có ba thành viên đều là nữ. Và xin được chúc mừng trường chuyên Quốc học Huế với ba cái tên đều được ghi ở trong ba lá phiếu của các giám khảo. Các em đã giành chọn 15 điểm ở lượt phản hồi này. Với trường chuyên Lê Quý Đôn, các em quá tuyệt vời. Và anh nghĩ rằng nếu như ở một trận tranh biện khác hay ở một đối thủ khác thì sự chiến thắng của các em cũng không cần phải bàn cãi. Và các em cũng không cần phải buồn khi mà các em đã thể hiện được tất cả những gì mình có. Và cơ hội để đi tiếp vào vòng tứ kết vẫn chưa khép lại cơ mà, đúng không ạ? Và rất mong là phụ nữ thì thương lấy nhau, chúng ta có thể dành cho nhau những cái ôm, những cái bắt tay thật là tình cảm, được không? Có lẽ là chúng ta thực sự là vô cùng tự hào về những cô gái có thể nói rằng cực kỳ tài năng, thông minh, bản lĩnh của trường tin 2020, đặc biệt là những cô gái của trường chuyên Lê Quý Đôn và trường chuyên Quốc học Huế. Đó cũng là một món quà vô cùng lớn lao mà trường tin 2020 được đón nhận từ các em, cũng như là trao cho tất cả các khán giả yêu mến chương trình. Xin được cảm ơn các giám khảo, xin được cảm ơn các em, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn rất nhiều những trận tranh biện vô cùng hay và đầy bất ngờ ở phía trước của trường tin 2020. Đừng quên đón xem trên VTV7, trên YouTube của chúng tôi và Facebook VTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.